Nói gì chả không nghe nè. Sao? Đóng sao mà nó không biết đóng? Đóng sao đâu? Đâu đâu đóng sao? Đâu đâu đâu? Ừ vậy đó hả? Trời ơi tin hay quá. Vậy mà bà nội không biết đóng à? Trời ơi. Nó đóng chưa? Con nhận tin hay thiệt chứ. Dạ. Đang đóng đi tin chửi bây giờ. Sao chẳng nghe ta nói vậy? Bây giờ hả? Để đi cha nè. Làm gì tên? Ủa này chủ nhật mà. Không có phá nữa nè. Chú ba la kìa, chú ba la kìa. Bấm cửa lại cho chim lái. Chim lái thì đâu? Chim lái thì đâu? Không phải ra ngoài. Hả? Gọi cho tin nói chuyện với chip. Chip rồi. Nè nè mày cầm điện thoại tin nói chuyện nè chị chip nè. Ê tin sẽ lái xe về chị chip nha. Tưởng tượng nè chị chị chip đi chưa mở chưa. Ủa sao mở không được? Em mở cái này ra nè, hình như nó đang đi lên đổi mạng sao phải mới gọi được mà. Kìa dạ dạ thì tin lái xe về luôn nè. Dạ tin lái xe về thăm chị chip nè. Chị chip đây con. Chào chị chip đẹp đi. Thăm online thôi à. Nè chào chị chip đẹp đi. Giờ tin về thăm mà thăm online nè, về lái xe tưởng tượng về nè. Tin. Tin chào chị chip đẹp. Mẹ lên tức rồi đi. Rồi lái xe. Chị chip đâu? Chị chip đâu? Chị chip đâu rồi? Xinh đẹp đâu rồi? Chị chip rồi. Chị chip rồi. Đó, dạ, dạ. Lái xe máy về. Đi nỉ chị chip nói chuyện làm gì hết nè. Nói cả. Mẹ lên tước rồi, mẹ lên tước ngồi chị dễ mà. Tước rồi. À. Dạ đi con, dạ. Nó chị chip xinh đẹp kìa. Hả? Chị chip chưa? Rồi lái xe gì chip đi. Lái xe gì chị chip? Lái xe gì chị chip đi. Chứ giờ dịch quá. Dịch quá đâu dám đi. Chào chị chip xinh đẹp, chào đi. Lái xe online đi. Lái xe gì online đi. Kệ tin nó chị chip kìa. Tin. Dạ đi. Đó, chị chip nói một điều gì kìa. Đó, chị chip ăn gì ngon. Ồ, chị chip ăn gì kìa. Ôi. Ngon ăn quá gì trời luôn. Chị chip ăn gì kìa. Ăn gì ngon dữ hả? Nó hút càng đó. Hỏi chị chip ăn gì ạ? Hỏi chip ăn gì ạ? Nó lớn lên. Lớn lên. Chị chip ăn gì ạ? À? Nó lớn lên gì đâu mà. Chị chip ăn cái gì đó. Chị chip ăn gì đó. Cho tiền ăn nữa. Cho tiền ăn giới. Đó lên. Trúng này nè. Cho tiền ăn giới đó đi con. Hả? Đây cho tiền ăn giới. Cho xì tiền ăn giới. Kìa 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 kìa. Ăn gì kìa.
Ăn gì ngon quá trời ta ơi, phải chị chiếc mặc đồ đẹp nữa. Ôi, có xe đạp tên. Bữa nào qua xu tên. Hết dịch. Đừng, đừng. Hết dịch qua xu. Hết. Tên, tên, tên. Xe đạp kìa, xe đạp kìa. Kìa, kìa tên, tên. Xe đạp kìa. Hết dịch đi qua qua mình xu. Qua mình xu xe vậy. Không. Chị chiếc cho tặng cho chiếc xe đạp hả? Sao kìa. Ờ, xe đạp á, không? Ờ. Có thể mua. Nè, nó chịu tiếng gì vậy? Ui, cái chẳng cái gì tiếng. Nè, nè, mẹ cầm ấy, mẹ cầm ấy. Mẹ. Đó, cho gần gần cho vậy nói chuyện. Đó, chị chiếc nói gì kìa. Đó, gì vậy? Chị chiếc nói chuyện ghê không? Ừ. Tôi nói chuyện với chiếp đi. Tiên không biết nói chuyện gì trơn. Nói chuyện đi. Chiếp đây nha. Hai chị chiếp ơi. À, chiếp qua nhà của Tiên chơi nói đi. Nói chị chiếp qua nhà Tiên chơi. Ông nội ơi đi bóp kìa. Thôi. Thôi. Nói chuyện đi kìa. Gì đâu mà ông nội đem tay ra tới kìa. Ông nội la kìa. Nói chuyện đâu mà ông nội, ông nói đừng, đừng, ông nói kìa kìa. Ông la nói nói vậy kêu giờ Tin để Tin chạy xe hơi qua Tin bơ hồ bơ nha. Chị Chiếp có hồ bơ á, chị có hồ bơ nữa qua chị bơ với chị Chiếp đi. À, đi đi ha, đi giờ ra mình đi nè, chở bà nội chú ba ông nội đi. Nói gì nữa. Ủa chú ba đâu vậy? Rồi cả nhà mình đi qua Chiếp nha. Chiếp ơi, giờ chuẩn bị chạy xe qua con nè. Chú ba đâu rồi, lên xe nè. Tin bơi cá hồ bơi ha. Ờ, đi qua cá hồ bơi đi. Đi. Dạ. Đâu vậy? Tin. Nè nè, cầm đi. Sợ chạy rồi, cầm đi. Cầm nói chuyện đi. Rồi đóng cửa, đóng cửa. Mẹ đóng, đóng cửa kia lại. Con nói chuyện với chị Chiếp đi, bà nội đóng cửa. Nói chuyện Chiếp đi. Cầm nói chuyện đi. Nè cho đóng cửa nè. Chị à. Chiếp nè, nó hung chị Chiếp. À. Hung chị Chiếp nè chưa. Hả Chiếp. Hả? Gì vậy? Thả tim. Thả tim hả? Thả tim mày. Thả tim cho chị Chiếp. Thả tim chị Chiếp coi. Thả tim mày. Thả tim mày. Thả tim. Đó. Thấy chưa? Thấy tim giỏi chưa? Thả tim luôn không? Thôi ê. Thôi thôi. Nè. Kẹt tay cha. Bớt kèm đâu mà. Đó là nó giờ nó. Đàng hoàng. Không là nói chuyện chị Chiếp cho ông nội. Nói chuyện chị Chiếp cho con thôi, chị Chiếp tắt máy à. Nói chuyện chị Chiếp đi. Hỏi đi, hỏi Chiếp khỏe không? Hỏi đi. Hay. Ông nội cầm cầm cái gậy kìa. Ngồi la kìa, ngồi la kìa. Hỏi hỏi thăm chị Chiếp đi. Tin. Tin. Ông nội cầm cây. Ông nội cầm cái gậy kìa. Ui, ta sợ quá. Ui, ta chạy. Chiếp thả tim cho Tin. Trời ơi. Ô, hả tim quá tài Tin. Thả lại con. Thả lại, thả lại, thả lại. Thả lại. Lấy cái chân ngựa. Chân ngựa. Cái đó, Tin mắng tim lại không? Tin đi chị Chiếp quá. Nói đi. Tin thương chị Chiếp quá. Rồi. Nhiết tình. Ông nội ơi. Ông nội. Ông nội. Tin quậy nè. Thôi bye bye chị Chiếp đi. Bye bye chị Chiếp đi. Nói chuyện gì ta. Nói chuyện chị Chiếp bye bye đi. Bye bye đi. Rồi chị Chiếp. Bye bye cái tay sao? Bye bye đàng hoàng. Rồi, rớt mạng luôn bây giờ. Rồi bye bye rồi. Rồi lại gặp lại video sau. Sao lần nào thấy chị Chiếp lên tiếng con không nói không có nói chuyện. Mày gọi lại hay vậy? Có tắt. Mang. Tắt này thôi, gọi như được đấy. Rồi. Rồi rồi ok.